Ban Mick được chủ ghé thăm mới khoảng 2 tuần thôi, mà khi gặp lại thì cậu vừa òa lên kiểu sung sướng lắm ấy. Chạy quanh xe, nhảy lên cả người ôm tiểu tít. Sau một lúc ngồi tâm sự thì mấy anh em cùng rủ nhau qua trại chó ngắm những con chó con và những con chó đang được huấn luyện tại trại chó bảo vệ. Có thể nói là Mick được đặt cách sử dụng riêng một cái bồn tắm, nên là bất cứ lúc nào cậu cũng nhảy vào ngâm mình một lúc, xong rồi mới chảy ra. Sau khi đi một vòng ngắm những con chó con thì anh em cùng nhau ra sân trao đổi những kỹ thuật huấn luyện. Fantastic. Giao lưu với idol thì việc không thể thiếu đó là làm vài clip vui vẻ. Thu đống của em này. Con đi có biết bắt cá không gì?